Hello, xin chào các bác, em là Minh Tia Chớp và hôm nay em có về mấy chiếc Orange Marshall. Ở đây có thể nói là một trong những cái mẫu mà khá là nổi bật trong cái phân khúc mà giá trên dưới 6 triệu. Option đầy đủ, bộ máy ngon, lành, bền, đó là những thứ mà chúng ta sẽ được sở hữu trên chiếc Orange Marshall. Và nếu các bác yêu thích cái kiểu dáng này nữa thì không có gì để mà bàn cả, bởi vì đây là những chiếc đồng hồ rất ngon trong tầm giá. Hơn nữa thì trong năm 2024, cụ thể là năm nay ấy, thì Orange Marshall đã tung ra những cái phiên bản màu mới. Trước đây thì chúng ta đã từng thấy là trắng rồi, đen rồi, xanh dương rồi, demi. Đấy, thì trong 2024 thì Orange Marshall đã tung ra những cái màu mới, ví dụ như là màu đỏ huyết này, xanh lá và full gold thân vỏ. Đấy, đây là những cái màu rất mới trong 2024 và em có đặt về cái màu này. Thì với cái màu mới này thì các bác sẽ thấy là cái màu sắc của Orange Marshall nó đã tươi mới hơn, rực rỡ hơn rất nhiều so với những phiên bản trước đây. Trước đây các bác có thể nhìn thấy những cái phiên bản như là cái màu xanh dương ấy, thực ra cái màu xanh dương của nó sẽ không được quá là rõ nét lắm mà nó sẽ theo kiểu xanh đen. Nhưng với cái phiên bản 2024 thì các bác sẽ thấy cái màu sắc của bọn Marshall này nó đã tươi hơn, rực rỡ hơn rất nhiều rồi. Đấy, thế cho nên là nếu các bác nào muốn chơi hệ màu sắc kim mộc thủy hỏa thổ đấy thì hôm nay chúng ta có màu đỏ nhé. Trước mắt thì chúng ta có màu đỏ tươi này. Option thì rất nhiều, chúng ta có kính sapphire nguyên khối này, chúng ta có dạ quang này, cọc kim này. Con này dạ quang cũng ổn nhé các bác nhé, xuất sắc thì chưa chưa xuất sắc nhưng mà về cơ bản là nó cũng ổn. Bộ máy con này thì cũng đầy đủ automatic, có tay, có dừng kim dây, và đặc biệt là con máy này là một con máy rất là lành, bởi vì về cơ bản thì con máy này là con máy 3 kim thôi, nó sẽ không có lịch ngày, không có lịch thứ, cho nên là những cái lỗi vặt ở trên bộ máy này gần như là nó không có. Tất nhiên là chúng ta cũng phải định kỳ khoảng độ 3 4 năm chúng ta đi lau dầu bảo dưỡng cho nó một lần thì ok, nó hết chuyện. Chứ còn hư hỏng thì gần như là rất ít. Đấy. Còn về thiết kế thì các bác có ưng cái thiết kế này hay không thôi, chứ còn về cơ bản là trong tầm giá 6 triệu thì con này quá ngon rồi. Con này giá niêm yết là em nhớ không nhầm thì nó hơn chục triệu cơ. Con này size của nó bốn mươi mốt các bác nhé, size 41 cũng không quá dày đâu, bọn này thì mỏng thôi, 10.8. Lắc tu lắc con này thì nó rơi vào tầm khoảng 48. Con này nó cũng dễ đeo thôi, càng của nó là càng cong mà, cho nên là con này là size 41 nhưng mà lên cổ tay 15.7 là có thể ok được rồi. Thiết kế hơi có dáng sport khỏe khoắn cho nên cái việc đeo nhỉnh một chút chấp nhận được các bác nhé. Đấy, thiết kế con này thì nó cũng rất là hay, nếu bác nào tay to thì không nói nhưng mà bác nào tay nhỏ đeo vẫn ok đấy. Tay em 15.7 nhưng mà đeo như thế này là đẹp rồi. Con này phối sơ mi đi làm được, đi chơi được, đi cà phê được. Độ hoàn thiện của nó cũng khá là ổn trong tầm giá. Thớ xước hay là bóng của nó thì cũng khá là chỉn chu. Và con này giá của nó giao lưu chỉ có 5 triệu 9 thôi, giá rất là rẻ. Thật sự các bác là như vậy. Con này có trang bị dạ quang đấy các bác nhé. Đây các bác nhìn thấy dạ quang này. Toàn bộ cọc kim của nó đều được trang bị dạ quang. Con này thì ok, dạ quang nó cũng tương đối là ổn. Chưa, xuất sắc thì chưa nhưng mà về cơ bản là dạ quang con này thế là ổn rồi. Đấy, dạ quang màu xanh lá rất là đẹp. Và đặc biệt là con này có màu đỏ huyết, đỏ tươi, chảy tia này. Em dám đảm bảo đây không phải là một chiếc đồng hồ quá đắt, nhưng nếu mà nói về cái màu đỏ thì đây là một trong những con có cái màu đỏ đẹp nhất của nhà Orange. Khẳng định với các bác là như vậy. Đáy hở các bác nhé. Đáy con này là đáy hở. Bộ máy của con này là bộ máy F6S22. Đây các bác có thể nhìn thấy bộ máy nó nằm ở đây này, nó hơi bé cho nên là các bác nhìn hơi khó một tí. F6S22. Đấy. Rồi, cơ bản là con này thì trong tầm giá thì quá ngon rồi. Hở trước hở sau, thiết kế open hood. Kim dây đồng hồ nó nằm ở đây các bác nhé. Máy automatic đầy đủ, có tay dừng kim dây, hacking, sai số ổn định. Nói chung là không không quá là hoành tráng như mấy con cao cấp, nhưng mà về cơ bản là trong tầm giá này thì máy con này là quá ngon rồi. Máy của Epson đấy. Rồi. 5 triệu 900 ngàn các bác nhé. Màu mới. À, mã con này để các bác tra cho nó dễ nhé. Mã con này nó sẽ là RA gạch AR0010 R10B. Đây là mã con này. 5 triệu 9. Con này hãng bán hơn 10 triệu cơ.
Cao. Con này cũng 5 triệu 9 và cũng là màu mới của Orient Marshall các bác nhé. Và con này thì nó sẽ có mặt màu xanh lá rất đẹp. Đây các bác nhìn thấy không? Xanh lá cọc kim được mạ vàng PVD, vàng gold đấy, rất đẹp. Lên tay cho các bác xem thử nào. Bác nào mà thích ngũ hành mà mặt xanh đỏ tím vàng thì đây, bọn này. Bác nào hợp xanh lá thì chốt nhá. Xanh lá mà lại còn có chút vàng gold nữa, đúng xanh lá mạ cỏ lúa rất đẹp, cũng 5 triệu 9 các bác. Đắt nhất thì trong cái bộ full này thì trong cái màu 2024 này thì đắt nhất vẫn là màu full gold thôi. Trước đây thì bộ Marshall nó sẽ có bầu demi, còn lần này thì nó ra con full gold toàn bộ thân vỏ luôn, mặt thì vẫn là mặt trắng thép thôi, trải tia sunburst rất là to rõ ràng như này. Nhưng mà con này thì nó sẽ phù hợp hơn với bác nào mà thích vàng nhiều. Thì toàn bộ thân vỏ dây con này thì đều được mạ PVD màu yellow gold hết các bác nhé. Còn đáy và phần trong khóa thì nó sẽ là màu thép thôi. Đấy, các bác nhìn thấy không? Không chê vào đâu được nhỉ. Bác nào mà lớn lớn tuổi đeo con này thì đúng là không còn gì để mà bàn cả. Con này thì đắt các bác nhé. Con này 6 triệu rưỡi, đắt hơn khoảng 600. Bao giờ cũng vậy các bác. Bao giờ để mi nó đề mi hay là mạ vàng bây giờ nó cũng sẽ đắt hơn là những con bản thép. Tất nhiên rồi, bởi vì mạ PVD thì nó cũng phải mất thêm tiền nguyên vật liệu, chi phí máy móc hao hao phí chứ đúng không ạ? Chứ còn vỏ thép thì nó cũng chỉ có như vậy thôi. Vỏ thép thì nó cũng chỉ có đánh xước đánh bóng như vậy thôi, màu của nó như vậy nên nó không mất chi phí đấy. Rồi, ở đây thì em có bộ ba Orange Marshall phiên bản 2024 mới ra mắt của nhà Orange. Chúng ta có đỏ huyết này, xanh lá 5 triệu 9. Đồng giá. Còn con full gold này sẽ là 6 triệu rưỡi. Giá rất mềm các bác nhé. Đảm bảo đây là một trong những mức giá rẻ nhất thị trường rồi. Không có gì để bàn cãi cả. Cho nên là cứ thích mẫu nào thì các bác cứ quất thôi. Giá thì đảm bảo bao giá thị trường. Bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vỡ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện hỏng phách. Mọi thông tin liên hệ thì em để phía dưới phần tiêu đề cũng như là mô tả. Tất nhiên là đối với những sản phẩm giá trị cao thì mong các bác thông cảm, bọn em sẽ yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đơn hàng. Cái này thì mong các bác thông cảm cho mình nhé. Xem đây rồi đừng tiếc cho mình một like, một đăng ký theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.